Buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại đến nhanh đến thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9. Thì chiều hôm nay Bến Tre không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào. Thì theo đó Bến Tre tính đến ngày hôm nay đã có 1.768 ca mắc Covid-19, vẫn là 42 ca tử vong. Và hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 40 ca ra viện và Bến Tre đã có 1.285 ca đã ra viện. Thì tính từ chiều ngày hôm qua đến chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 11 ca mắc Covid-19 mới. Và thông tin về việc ngày 4 tháng 9, Bến Tre sẽ triển khai việc phiếu đi chợ tại thành phố Bến Tre. Thì mỗi hộ gia đình sẽ được 2 phiếu đi trong một tuần, khác với thông tin trước đó là 1 phiếu đi trong một tuần. Và thông tin tiếp theo là dòng trơm mời làm việc 4 đối tượng tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch. Thì ngày 1 tháng 9, Công an xã Bình Hòa, huyện Dòng Trơm đã mời làm việc 4 đối tượng về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể là vào ngày 31 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Bình Hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang nhà ông NVD, ấp Tây Kinh, xã Bình Hòa. Có 4 đối tượng nêu trên đang tụ tập ăn nhậu mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Thì qua làm việc, 4 đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Công an xã Bình Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.